chị là Hương Giang, chị đến từ team học văn chị Hiên. Rất vui khi được gặp lại các em trong buổi audio văn học này. Và ngày hôm nay, chị sẽ cùng các em chia sẻ một phần kiến thức trong bài thơ Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Duy. Nguyễn Duy sinh năm 1948, tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ, quê ở làng Quảng Xá, xã Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Ông từng là bộ đội thông tin, tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường và trở thành một gương mặt tiêu biểu trong lớp nhà thơ trẻ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tiếp tục bền bỉ sáng tác. Thơ của ông có sự kết hợp hài hòa giữa cái duyên dáng, trữ tình với chất thế sự sâu sắc. Đọc những bài thơ của Nguyễn Duy, từng câu từng chữ cứ ngấm dần vào tâm thức, khiến cho người ta phải giật mình mà suy nghĩ. Bài thơ Ánh Trăng được viết vào năm 1978 tại thành phố Hồ Chí Minh, in trong tập Ánh Trăng, tập thơ của Nguyễn Duy đã đạt giải A của Hội Văn Nhà Văn Việt Nam năm 1984. Nguyễn Duy viết bài thơ này vào lúc cuộc kháng chiến đã khép lại sau 3 năm. 3 năm chúng ta sống trong hòa bình, không ai phải còn nhớ những gian khổ và những kỷ niệm nghĩa tình trong quá khứ. Nguyễn Duy viết Ánh Trăng như một lời tâm sự, một lời nhắn nhủ chân tình với chính bản thân, với mọi người về lễ sống thủy chung nghĩa tình. Bài thơ được viết theo thể thơ 5 chữ, giống như một câu chuyện nhỏ được kể theo trình tự thời gian. Dòng cảm nghĩ trữ tình của nhà thơ cũng men theo dòng tự sự này mà bộc lộ cảm xúc. Ở quãng thời gian quá khứ đã có một biến đổi, một sự thực đáng chú ý. Hồi nhỏ, rồi thời chiến tranh sống hồn nhiên, gần gũi với thiên nhiên đến tưởng không bao giờ quên cái phẩm trang tình nghĩa. Ấy thế mà từ hồi về thành phố, quen sống với những tiện nghi hiện đại, phẩm trang tình nghĩa đã trở thành người xưng qua đường. Từ cuộc sống hàng ngày đi vào trang thơ Nguyễn Duy, vầng trăng đối với mỗi chúng ta là kỷ niệm thiêng liêng. Nó đem lại ánh trăng xua tan đêm tối, đồng thời cũng là người bạn tri âm tri kỷ. Hai câu thơ đầu, tác giả đã nói về vầng trăng của tuổi thơ, vầng trăng của thời chiến. Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể, hồi chiến tranh ở rừng, vầng trăng thành tri kỷ. Vầng trăng của tuổi thơ trải rộng trên không gian bao la, hàng loạt hình ảnh được liệt kê như đồng, sông, bể, rừng, những nơi mà nhân vật trữ tình từng sống và gắn kết, chan hòa cùng với ánh trăng. Với giọng kể bình thản, thủ thể tâm tình, lời kể lướt qua thế nhưng cũng đủ sức để lay động lòng người. Nhà thơ đã gửi lại một quãng thời gian dài từ thời thiếu niên cho tới lúc trưởng thành với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ. Tuổi thơ của anh đã từng gắn bó với cánh đồng, với dòng sông quê, trước và trong thời chiến tranh, những vùng quê nghèo làm gì có đèn điện, thế nên trăng chính là một món quà vô giá. Những đêm trăng làng quê chan hòa ánh sáng và gió mát, vầng trăng trong không gian thơ ấu đẹp một cách hồn nhiên. Nhưng bước ngoặt lớn nhất với tác giả đó là hồi chiến tranh ở rừng, là khi nhập ngũ và trường kỳ trong môi trường quân đội. Trăng đã trở thành người bạn tri kỷ, đồng cam cộng khổ, xoa dịu những nỗi đau thương, những nham nhở của chiến tranh. Hồi chiến khu ở rừng, vầng trăng thành tri kỷ. Câu thơ gợi nhớ vầng trăng trong thơ của Chính Hữu, những đêm rét chung chăn, những cơn sốt giữa rừng già, những câu chuyện tâm tình của hai người lính, những đêm trăng trên đường hành quân, đầu súng trăng treo. Quả thực, không có gì lạ khi Nguyễn Duy bộc lộ vầng trăng là người bạn tri kỷ của anh. Đến khi vầng trăng tri kỷ xuất hiện, giọng thơ như chậm lại, đầy sự suy ngẫm. Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Hồi thơ thứ hai như một lời nhắc nhở của tác giả về những năm tháng gian lao đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên mát trong hiền hậu.
bằng nghệ thuật so sánh và phép liên tưởng độc đáo, nhà thơ đã làm nổi bật chất trần trụi, chất hồn nhiên của những người lính năm tháng ở rừng. Bên cạnh đó, tính từ trần trụi hồn nhiên vừa miêu tả cái mộc mạc, nguyên sơ của thiên nhiên, lại vừa cho chúng ta thấy một cuộc sống bình dị, vô tư, hồn hậu của những người đồng quê, sông, bể, núi, rừng. Vầng trăng là biểu tượng của những năm tháng ấy, nó đã trở thành vầng trăng tri kỷ, vầng trăng tình nghĩa. Trăng với người là thế, sống với nhau thân thiết, gần gũi đến độ trần trụi, hồn nhiên vô tư đến độ như cây cỏ. Với sự gắn bó nghĩa tình ấy, nhà thơ đã tâm niệm, ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Lời thơ, lời bình thật ngắn thế nhưng cũng thật hàm xúc, từ ngữ như báo hiệu trước sự xuất hiện của những biến chuyển trong câu chuyện của nhà thơ. Trăng là quá khứ tròn đầy, là sông, là bể, là rừng, là người thân, là anh em, bạn bè, là đồng đội chiến hữu, là những con người, những mảnh đất anh từng sống, từng yêu thương, gắn bó, đồng cam, cộng khổ. Thế nhưng biết sao đây, khi lòng người có bền vững hay không, sát son hay không, khi hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi. Câu trả lời thật đau xót. Từ hồi về thành phố, quen ánh điện cờ hương, vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường. Tác giả đã tạo ra sự đối lập về hoàn cảnh sống của con người ở hiện tại và quá khứ. Người lính trở về sau chiến tranh, không gian sống thay đổi, từ ở rừng về thành phố, ánh điện cờ hương là một cách nói hoán dụ, tượng trưng cho cuộc sống hiện đại, xa rời thiên nhiên. Nếu như trước đây, con người ta trần trụi, con người ta hồn nhiên với đồng, với sông, với bể, thì nay đã quen rồi với thị thành hiện đại, với ánh điện cửa hương, tiện nghi, lộng lẫy, xa hoa. Từ đó, nhà thơ diễn tả sự thay đổi trong tình cảm của con người. Trăng từng là người bạn tri kỷ, một người lính cách mạng, giờ đây như người dưng qua đường. Trăng vẫn hiện lên trên bầu trời, chẳng những gợi lên cảm xúc gì đặc biệt, hai người dưng nghe thật xót xa. Hóa ra, cuộc sống nơi thành phố hiện đại làm ánh điện cửa gương, người ta chẳng mấy lúc cần, cũng chẳng mấy ít khi chú ý đến ánh trăng. Ký ức về ánh trăng cũng dần phai nhạt. Những câu thơ hết sức bình dị, giọng sơ thầm thì như trò chuyện, giải bày tâm sự, lại có chút hờn trách, tự giận mình, cho nên chất trữ tình của nhà thơ trở nên chân thành và sâu lắng quá. Cũng như dòng sông có thác gành, quanh co uốn khúc, cuộc đời con người cũng có những biến động ly kỳ, ghi lại cuộc sống thành thị của những con người mới ở rừng về thành phố. Nhà thơ chỉ sử dụng 4 câu thơ với 20 chữ ngắn gọn mà vô cùng hàm xúc. Thình lình đèn điện tắt, phòng bên đinh tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Những từ ngữ chỉ trạng thái thình lình, vội, đột ngột làm cho câu thơ được đẩy lên cao trào, gây ấn tượng mạnh với những tình huống bất ngờ. Trong 4 câu thơ, những có 2 lần đảo ngữ với 2 từ thình lình và đột ngột đã tạo nên nhịp thơ nhanh, nhấn mạnh sự việc bất thường. Đèn điện tắt, phòng bên đinh tối om, đối lập với vầng trăng tỏa sáng, sự đối lập giữa ánh trăng và bóng tối được khắc họa rõ nét ở khổ thơ. Và trong khoảnh khắc bất ngờ, từ bóng tối bước ra ánh sáng, người ta không khỏi ngỡ ngàng, không khỏi bàng hoàng khi trăng kia vẫn tròn đầy vằng vặc trên bầu trời khoáng đạt. Trăng đột ngột xuất hiện hay chính con người ta đột ngột bừng tỉnh? Trăng tự nhiên không phải chỉ khi mất điện mới sáng tươi, mà chính con người ta đã đột ngột thảng thốt khi nhận ra rằng vầng trăng vẫn luôn tỏa sáng, thủy chung, đồng hành cùng với mình. Quấn theo nhịp sống của thời đại, đổi mới, sự vô tình lãng quên của con người đối lập với sự thủy chung nghĩa tình của vầng trăng, của quá khứ, sao mà xót xa đến thế? Và chăng đó đã trở thành một vòng xoáy vô tận mà nếu không nghiêm khắc nhìn nhận, đau đau chăn trở, thì khi con người chiến tranh gian lao vất vả, con người ta lại dễ bị cuốn theo để rồi bội bạc vô tình.
Sau khổ thơ thứ tư là bước ngoặt cho mạch cảm xúc của toàn bài, thì khổ thơ thứ năm mở ra với những dòng tâm sự đầy xúc động. Ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì rưng rưng, như là đồng là bể, như là sông là rừng. Trăng và người đôi khi gặp lại nhau, đối diện đàm tâm với nhau, thế nhưng đây là một cuộc đối mặt ngửa lên mặt nhìn mặt. Nhà thơ lặng lẽ đối diện với trăng trong tư thế lặng im có phần thành kính. Người và trăng đối mặt, hay cũng chính là thực tại đối diện với quá khứ. Con người đối diện với chính thâm tâm của mình. Những giây phút đầu tiên của cuộc hội ngộ không lời thật cảm động. Có cái gì rưng rưng? Rưng rưng là vì xúc động, nước mắt đang ứa ra, đang trực trào như sắp khóc. Giọt nước mắt làm cho lòng người thanh thản lại. Cái tốt, cái lành, hé lộ và bao kỷ niệm đẹp của một đời ùa về. Quá khứ năm xưa với những đồng, những sông, những bể, những rừng đã ùa về và đánh thức những kỷ niệm đẹp đã bị lãng quên. Nước mắt có thể thanh lọc tâm hồn con người. Khi nào con người ta còn khóc thì tức là con người ta còn cảm, còn hiểu để đánh thức bản thân. Ánh trăng soi rọi tâm hồn khiến nhà thơ bừng tỉnh. Trăng cứ tròn vành vạch, kể chi người vô tình. Ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giặt mình. Hình ảnh trăng tròn vành vạch kết hợp cùng phụ từ cứ khiến cho sắc thái khẳng định, nhấn mạnh của câu thơ càng thêm ám ảnh. Trong cuộc gặp lại không lời, trăng và người có sự đối lập rõ rệt. Trăng tượng trưng cho sự bất biến, vĩnh hằng, thủy chung tình nghĩa vẫn luôn tròn đầy vẹn nguyên, trong khi con người ta đã thay đổi từ khi nào, lãng quên vô tình. Ánh trăng bên cạnh đó còn được nhân hóa, im phăng phắc, không một lời trách cứ, gợi liên tưởng đến cái nhìn nghiêm khắc mà bao dung độ lượng của người bạn thủy chung hiền hậu. Con người ta có thể vì lý do nào đó mà vô tình lãng quên, thế nhưng thiên nhiên nghĩa tình vẫn luôn tròn đầy bất diệt. Tình cảm của trăng, tấm lòng của trăng chính là tấm lòng của đồng chí, đồng đội, của đồng bào, của nhân dân. Sự im lặng của trăng khiến nhà thơ giật mình thức tỉnh. Cái giật mình của lương tâm, cái giật mình của ăn năn hối lỗi, thể hiện sự suy tư, trăn trở, đấu tranh để hướng thiện. Giật mình để không chìm vào lãng quên, để không đánh mất quá khứ. Dòng thơ cuối bài bởi vậy mà dồn bén biết bao tâm sự, lời sám hối ăn năn dù không cất lên, thế nhưng vì thế mà nó càng trở nên ám ảnh day dứt. Ánh trăng xuất hiện đầy ý nghĩa là sự soi rọi, sự thấu suốt, soi tỏ phần lương tri còn tăm tối của con người. Cái giật mình trước ánh trăng sáng tỏ, cái im phăng phắc thật đáng trân trọng. Qua đó, tác giả Nguyễn Duy muốn gửi đến một chúng ta một lời nhắc về lễ sống, về đạo lý ân tình thủy chung, về truyền thống uống nước nhớ nguồn của con người Việt Nam ta. Bài thơ là sự kết hợp hài hòa, tự nhiên nhuần nhuyễn giữa chất trữ tình tự sự, chất tự sự chỉ là cái cớ để cho chất trữ tình bộc lộ, kín đáo, thêm phần sâu sắc. Kết hợp với đó là hệ thống hình ảnh tả thực vừa giàu tính biểu tượng, vừa gợi nhiều suy ngẫm và giàu tính triết lý. Bài thơ giống như một câu chuyện giàu chất thơ, đầy hiện thực đời sống. Tuy thế, bài thơ không một chút đao búa to lớn cũng làm gì, có soi vọt mà sau khi đọc người ta thấy có ai như đang quất vào mình đau đớn. Ánh trăng giản đơn, nhẹ nhàng về câu chữ, tự nhiên thuần thục về kết cấu, bình dị dễ hiểu về ý thơ mà vẫn đọng lại trong lòng người bao suy ngẫm, xót xa. Cảm ơn các em đã lắng nghe phần audio văn học này.